Thưa quý anh chị, Nhân Trạch là thành phố tương lai của tỉnh Đồng Nai. Đường Trần Phú là tuyến đường thương hiệu huyết mạch của huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, là cửa ngõ giao thông nối liền ra cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây và cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu. Và thước phim quý anh chị đang xem là đường Trần Phú, xã Phước Thiền, Nhân Trạch. Hiện tại có một khuôn đất ba mặt tiền vô cùng đẹp, với tổng diện tích công nhận là 5.365 m², chiều ngang là 55 m và chiều dài là 102 m. Đất ba mặt tiền thông thoáng, đường 12 m, hiện tại đang cho quán cà phê thuê rất đẹp, dân cư đông đúc và sầm uất ngay khu công nghiệp Nhân Trạch top đầu miền Nam, với các tiện ích như trung tâm thương mại, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, ủy ban nhân dân và lõi trung tâm của huyện Nhân Trạch. Khuôn đất được quy hoạch khuôn đất ở, hiện tại có sẵn 300 m² thổ cư, cách đường Trần Phú chỉ 100 m, con đường huyết mạch của huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 20 phút lái xe và Vũng Tàu là 40 phút. Trước đây, gia chủ rao bán với giá 17 triệu đồng trên 1 m², tương đương 91 tỷ. Nhưng hôm nay, vì lý do sức khỏe tài chính rất mệt mỏi nên cần thanh khoản rất gấp. Lô đất vàng rất đáng để quý anh chị đầu tư, có giá chỉ 13 triệu đồng trên 1 m², tương đương 69 tỷ đồng còn thương lượng, nghĩa là giá đã giảm sâu về hơn 1 triệu đô. Cơ hội vô cùng tuyệt vời và tiềm năng để anh chị bắt đáy trong giai đoạn này. Chờ cơ hội đột biến x2 x3 tài sản mà không một chút rủi ro như các kênh đầu tư khác đầy tính mạo hiểm.